Chị khách làm mũi hai lần vẫn chưa đẹp, mất niềm tin vào thẩm mỹ. Không biết sao luôn. Ok, làm không ạ. Mai hả? Em lấy chúng ta bên nào nhỉ? Ừ, vén qua bên đây mình có thể. Đây làm lại sụn sờ hết. Ok. Hiện tại cái mũi của em nó có vấn đề gì? Có đau, có nhức, dạ, không có thở không? Không có vấn đề lắm, mà chẳng qua là tại vì nó rất là to quá. Em muốn nước ra nhiều lắm. Cái cánh mũi mình nó còn bè quá. Thì muốn cho nó thon lên thì bắt buộc mình phải dựng nó cao hơn một tí xíu. Nó mới cú lên theo cái chiều tháp được, nó mới rộng hơn được. Đó thì tất nhiên nó sẽ có cải thiện thôi, chứ nó không thể nhỏ được. Muốn nhỏ hơn thì mình phải cắt cánh thì nó mới nhỏ hơn được. Cắn nào bác? À, nó bè cái đó. Thì tất nhiên khi cắt bác sĩ phải cuộn nó vô để cho nó thon hơn cho em. À, cái đó là cái mà mình đưa ra cái phương án thôi. Tuy nhiên đôi khi bác sĩ dựng lên á, nó thon mà thấy nó thon nó đẹp rồi thì mình không cần phải làm nữa. Yeah. Còn nếu như mà thấy cảm giác nó còn to nhiều á thì bác sẽ cuộn nó một tí xíu cho em để cho nó đẹp hơn. Với lại cái đầu á, cái đầu nó còn nhiều thịt, dạ, nó còn to. Tất nhiên phải làm cho nó thon hơn. Nhìn nó như đàn ông. Nó hơi to ở cái đoạn đầu mũi nhiều thịt. Thì đôi khi có thể cái mũi trước của mình nó cũng to, dạ, hoặc rồi, là đôi khi là cái bao sơ nó nhiều nó cũng bị to. Thì cái đó thì mình làm cho nó thon hơn. Tất nhiên là sống mũi cũng chưa được, nó cũng hơi gồ em chưa được mức lắm. Rồi cho cái đầu mũi nó cao lên, nó thon lại mà nó cái dáng của em muốn nó cao vào này không? Trên thành mắt hay là nó thấp hơn? Cao lên. Cao lên thì tất nhiên nó sẽ cao theo cái dạng hài hòa với cái độ cao của cái đầu mũi nhá. Chứ nó cao quá mà đầu mũi mình nó không cao theo kịp nhìn nó không đẹp được. Nó có cái độ dốc độ bay nó mới đẹp. Tất nhiên cái này nó không thể lên trên trán em được. Lên trên nó thì nó đơ, nó nhìn giống như Thái. Rồi ok. Để chụp phim.